nhiêu các mũi cuộc đời. Nghe các mũi cuộc đời đó. Hello, hello em, hello Trung. Rồi, dạy thì chưa thành công. Cái này là Yên dạy thì chưa thành công thôi chứ. Một thời gian nữa là 2 năm hay gì anh đi. Hello Rick. Em không cho số điện thoại được. Em gọi hàng bởi vì không không. Thank you. Thank you Andrick. Năm năm. Yên 23 tuổi rồi. Thank you very much. Thank you vì anh cô đơn. Thank you lắm. Em nghỉ đi đám. Chờ em một xíu, chờ em một xíu. Không không, em ở Đà Nẵng. Chia sẻ. Cưới nhà đồng hào, cưới con. Hello chị Bảo Ngọc. Get me free. Hello. Em đã xa rồi mà yêu thương chúng tôi bồi hồi. Sao con tim ngàn lời. Ông Yên nói nhỏ nhẹ đó mà còn chửi người ta nữa rồi. Không biết trời. Hello Khánh. Em không thâu được. Yên là Yên 23 tuổi rồi. Đó, rất mà la họ nói chuyện nhỏ nhẹ mà còn la họ hết. Em nói thiệt mà. Không không, em không gọi được. I'm so sorry anh, để em nói chuyện không. Nhìn em dễ thương quá. Răng cứ thả thính em hoài vậy. Hello Lãng. À, như anh Trung đúng không? À, như anh Trai đúng không ta? em phải thế. Ví dụ như mà tôi lừa tình, tôi lừa được mấy ông có gì không? Tôi lừa tuổi mấy ông làm gì không? Trời ơi. Ông nghĩ rằng đó, nghĩ rằng mà tôi lừa tình rất không lỗi. Cái này dạy thì chưa thành công thôi. Chỉ là dạy thì chưa thành công thôi mà. Ừ đúng rồi, Yên ở miền Trung. Cái người Lãng Tử. Ô nhìn anh Lãng Tử giống như anh trai của em á. Anh trai kết nghĩa thế này. Yên 23 tuổi, hello. Không. Anh sợ tù lắm. Có làm gì anh đâu mà nửa tù anh. Yên ở Đà Nẵng nhá. Quen thật rồi. Ai đi ta? ai đi trời, giống như anh Trung. Chưa, Yên chưa biết hôn môi luôn á. Do nhỏ lớn giờ an toàn khôi lăng lục, không biết thế nào là hôn môi. Nhà chỉ có Yên thôi chứ mẹ, không có mẹ đâu. Vậy thì chưa thành công. Cắn gì? Ba Yến à? Ba Yến đi làm rồi. Ni hao. Morning. Xin chào. Yên ở Đà Nẵng, Quyên ở Quảng Nam. Nói chung cũng gần quá. Nhìn chung. Thank you. Xin chào. Are you working? Yên ở Đà Nẵng đó.
chưa chưa có cái bờ môi, chưa có cái nụ hôn nào lưu luyến luôn á. Hello. Chưa có mảnh tình, chưa có mảnh tình bắt vai luôn, bắt cổ cũng không có luôn. Còn đi học không? Con không đi học sao? Con lớn rồi đâu có đi học nữa. Giờ con đi làm. Hãy cứ tình yên đi. Bữa với trả đồ. Tôi là tôi hiền lành, tôi hiền lành, tôi không có sâu sọt gì chứ. Yên hai ba tuổi. Yên hai ba tuổi rồi. Nói chung là ở đây mấy em nào mà sinh năm 95 trở xuống, sinh năm 96 là phải gọi chị là bằng chị đó nhá. Đừng có nhường nhá. Này vậy thì chưa thành công. Thiên đi chi giàu. Vâng, chào sáu cho mọi người. Phan Cường View xin chào lại. Ba cái bằng anh cần chắc cần luôn.